Cây đậu mình trồng bao nhiêu ngày chăm sóc tận tình thì hôm nay thì nó đã ra trái rồi các bạn này. Và ở đây là mình trồng hai loại đậu. Đây là loại đậu cô ve vàng và dưới này là đậu cô ve xanh. Đây là loại đậu mà mình trồng, mình không cần làm giàn. Đây là dạng bụi. Khi lớn lên thì nó phát triển thành từng bụi như thế này và nó cho ra nhiều trái đấy các bạn. Trái của nó rất nhiều. Loại đậu này mình trồng thì mình sẽ không mất công phải làm giàn. Mình chỉ cần gieo hạt và một thời gian nó sẽ sum suê ra như thế này và chúng ta sẽ có đậu để hái ăn thôi. Và loại này mình trồng bằng hạt giống các bạn nhá. Nếu bạn nào cần thì bên mình có gói nhỏ nhỏ như thế này này để gửi cho các bạn để các bạn gieo thử nghiệm xem nó sinh trưởng và phát triển thế nào. Còn ở đây là mình trồng đã thành công rồi. Có hai loại, loại vàng và loại xanh. Hoa của nó ra nhiều và trái của nó rất xây các bạn. Các bạn xem này. Đây là một cây nhá. Còn đây này. Đây là cây thứ hai này. Rồi là những trái nhỏ li ti này. Rồi là hoa của nó còn ra này. Thì mình sẽ còn thu hoạch được nhiều. Ở dưới này cây đậu xanh cũng vậy các bạn này. Đây này. Rồi là cây này này. Các bạn thấy trái của nó rất là nhiều. Đấy. Tầm vài ngày nữa là mình có thể là thu hoạch được rồi. Loại đậu này là mình có thể ăn sống được các bạn. Đây, mình hái loại này như thế này và mình sẽ ăn thử cho các bạn xem này. Các bạn có ăn sống được đậu không? Ngon lắm các bạn. À, rất tuyệt vời.